Lembro, aliás, em Cotiré. Acho que é lá, quer dizer, lá sim. Country and nationality. 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 Nationality, for that name. What is this name? Nationality, what is that? Nationality, what is that? Anh ơi, anh có chỉnh âm anh cái gì không, nghe khó thế. Thì gì đó. Nationality là gì nào? À, được rồi. Là địa điểm quê quán của mình. Đó là quốc tịch nha. Quốc tịch. Nationality. Ok, được. Ok, what is your nationality? Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Okay, where are you from? I'm from Vietnam. Okay. Nationality, we often say. Mấy cái nước này em không biết đâu. Okay. Nationality, Vietnamese, not Vietnam. Vietnam is. Vietnamese. Japanese. Hả? Những kiểu Japanese, Japanese. Chán nhỉ? Lúc nãy em nghe thấy anh nói chuyện với cái chị kia ấy, nghe rõ lắm, nhưng mà tự nhiên bây giờ vào nói chuyện với em thì lại khó nghe. Em thoát ra em vào lại nhá. Cho em vào lại nhá. Hello. Ok, rồi. Đấy, rõ hơn. Nào, hôm nay mình học về cái đất nước và một vài cái quốc tịch. Ok, một vài nước. Ok. Ok. Rồi. Em đọc qua một vài cái này đi. Một vài cái tên nước. Ok, em đọc thử. Tên này là gì? Ô. Oh. Câu chuyện 13 sao? Có. À đúng rồi, báo cho em một tin như sau. Tức là bây giờ cứ sau 2 tuần trung tâm sẽ tổ chức một cái buổi test. Họ sẽ làm một bài test. 2 tuần trung tâm sẽ 2 tuần trung tâm sẽ làm một bài test. Cái bài này á? Không, để anh nói hết ạ. 2 tuần trung tâm sẽ làm một bài test, trong đó sẽ có bài test về online và offline. Offline thì người ta sẽ chấm cái bài mà anh nói chuyện với em ngày hôm nay, tức là bài test ấy, họ sẽ nói về chấm cái bài mà bình thường, mà các bài test mà bình thường mà anh hay nói chuyện với em ấy, hỏi là câu hỏi, và một bài test nó nói về cái các cái câu hỏi mà họ sẽ gửi làm online trên mạng, thì họ sẽ kiểm tra và chấm điểm xem là mình học đến đâu rồi và trình độ đến đâu, và nếu mà học viên không qua được thì sẽ học lại đấy. Nếu 5 điểm là qua, mà không thể qua 5 điểm là học lại đi. Trên 5 điểm là qua, còn dưới 5 điểm là học lại. Học lại những cái gì mà mình đã học, nếu mình chưa chắc thì học lại. Có nghĩa là tổng điểm là 10 điểm. Ừ. Thế mỗi câu bao nhiêu điểm? 1 điểm à? Đó, nhưng mà đại khái là sẽ có cái thang lúc chấm, thì họ chấm là mình gặp bao nhiêu. Ok, học cẩn thận nha. Anh không được đếm trượt. Ok, cái này là do em mà, anh nỗ lực hết sức rồi. Anh ví dụ như là em
ví dụ được có 8 thì anh à, ví dụ được có 4,5 mét thì anh sẽ nâng lên 5 đấy cho đỡ chưa mà. Anh không Cấm ăn trước mặt học viên, em đang đói. biết anh không không nâng được, bởi vì cái bài tập online em phải tự làm rồi em gửi lên mạng mà. Thế Ok nào, vào đi. First is country, and practice American English. United States. Hả? United United States, American English. States. United United States. States. American. American English. English. Ok, tiếp tục. Canada, Canadian. Canada. Thế là anh bị Canada. Canada. Canada, Canadian, Canadian. Canadian. Tiếp tục. English, French, English. có S à? À. English. English, English, French. France. Now again, read again. À hôm trước em bị trừ 4 điểm vì cái tội không biết được chữ English. Viết đến chữ Y xong viết chữ S xong bỏ chữ H. Oh my God, học tiếng Anh bao năm rồi, English biết như nào? Tiếp đi anh Em đọc lại á, chú chắc như này á. à. Canada, Canada. Canadian, Canada. Canada, Canadian, à, Canadian, English, à, English, French. Okay. The Australia, Australian, English, English. English, Okay. Next. Kingdom. British English, United Kingdom. United Kingdom, Kingdom. Kingdom, British. anh mở lại anh. Ok. United Kingdom, British, English. You like the scream them British English. Okay, next. German, German. Germany. German. Okay. And the Để next. lúc gì đây? Next. France, France, French. French, okay. Italy, Italian, Italian. Okay, good. Italian.
Spanish. Spanish. Okay, Spain. Spanish. Spanish. Okay. And the next. Switzerland. Swiss. German. Italian. French. German. Okay, Switzerland, Swiss, German, Italian, French, Romance. Next. Irish. Egypt. Egypt, Egypt, Egypt. Egyptian, Arabic, Arabic. Arabic, Okay. Arabic, Racy, Race, Greece, Greek, Greek. Race, Greece. Okay. Russian, Russian. Russian. Nghe từ Việt Nam. Ok, từ từ. Việt Nam. Việt Nam is Vietnamese, Việt Nam Vietnamese, is Việt Nam is Việt Nam is Vietnamese. Me. Việt Nam gì? Vietnamese. Việt Nam is Việt Nam is Việt Nam is Okay, Vietnamese. Vietnamese, Vietnamese. No, tôi biết nào. China, China. Chinese. Anh thấy đó, bạn bên cạnh em nhắc là đúng đó. China. Tại sao có thể đọc sai chữ này mà suốt ngày mồm đọc chứ? Tại vì bạn đang học ở ngoài, nó còn chăm em nhiều. China, Chinese. Ok. Rồi. China, Chinese, Chinese. Japan, Japanese. Japan, Japanese. Japan, Japanese. Mình đang sống với con đọc sai nữa, trời ơi. Em nói tiếng Nhật chứ em không nói tiếng Anh. Japan. Ok, rồi. How Korea, Korean, Korean. Chúng mình nói cả ba là đúng ngay rồi. Ok. Singapore, Singapore, English, Mandarin, Malay, Tamil. Ok, Singapore, Singaporean, English, Singapore, Mandarin. Tamil, Malay. Ok, rồi. Thailand, Thai, Thai. Ok. India, Indian, Hindi, English. Ok, Indian, Indian, Hindi, English. Ok. Em biết cái đọc các cái nước mà quốc tịch đúng không? Chắc biết, em Chắc chẳng biết nước này là cái nước nào luôn. India. Không. Không biết Thái biết này. từ Cái là này thì không. anh gọi lại từ đầu chờ đọc nói tiếng này tôi nói tiếng Anh không biết nói không biết có hiểu không rồi mưa ngày đến gì nào
Mỹ, Ok. Canada, Ok. Ok. Australia. Đây là gì? Pháp à? Pháp. Trời ơi, Pháp mà nói tiếng Anh gì khác. Quên rồi đó. United Kingdom là Mỹ mà. United Kingdom là Đức Anh à? Mỹ. nước Anh đó. Mỹ Oh my god. Quên rồi đó. Ok, tiếp tục. Gì đây? không biết, không biết chịu. Trời ơi, xe bóng đá toàn các ông phải đặt trai đá bóng không biết à? German là nước Em Đức không, không? em không biết xem bóng đá. German là nước Đức. Ok. German, không biết. Không biết là gì ấy. Gì đây? Tháp à? À, cái tòa tháp sao? Là nước gì đây? Pháp à? Pháp à? Em nhìn thấy cái gì biểu tượng nước Pháp chưa? Cái à, đây là nước Ý. Hôm đây mà, cái trên đây này. À, Nước gì? cái này Nước này nước gì mà có tháp Eiffel này? em không biết. Ôi trời ơi. Tháp Eiffel mà không biết là nước Pháp đó. Trời ơi. Pháp à? Thua luôn. No friend là mà. Về nước Ý. Ok. Xí xào vào tóc. À đây là nước gì nhỉ? Không phải. Cái bọn gì nhỉ? Nepal à? Ban Không ăn. Nha. Đây là nhà cái bọn gì mà không ăn thịt trâu thịt bò. Có con thích. Spain nước xí xào vào tóc. Em biết. Switzerland là gì? Thụy Điển. Đây là gì? Cái này chuyển thế bao giờ? Chuyển thế bao giờ? Chuyển thế cái cờ chữ thập rồi. Oh, it's not. Switzerland, Thụy Sĩ, một Thụy Điển. Thụy Sĩ à? Thụy Sĩ. Ok. Còn gì nữa nào? Em biết. Ai cập? Không Cái gì? phải. Ai cập. Ai cập Egypt, Ai Cập. á. Đây có cái Egypt. này chứ. Lạp mà. À Hy ra à. Thế đó này. Ở đây không, chắc học lại, không học lại. Nga, Nga, Russia, ok. Việt Nam. Đây là gì? Trung Quốc, Ok, bạn đang diện phân biệt. Japan, South Korea, Hàn Quốc, Triều Tiên. Triều Tiên. Hàn Quốc má có phải Triều Tiên. Singapore. Singapore. Singapore này, Thái. Còn Thái là như thế nào? India. India. Ấn Độ. Đấy, bạn ấy nhắc bài đấy. Đâu ạ? Ấn Tiếp Độ. anh. Anh cảm thấy mệt quá. Bài này bài nào ấy chị? Để tiếp anh. Cái
nghe Los Angeles. Do you understand it? Em có hiểu họ nói gì không? Em hiểu. Now, I want you read this. Now, em đọc qua cái này đi. Do you live in Los Angeles? Los Angeles. Los Angeles. Do you live in Los Angeles? No, I don't live in Los Angeles. Where do you live? I live in Guatemala. Which part? Guatemala City. Where do you work? I work at McDonald's. Do you have children? Yes, I have children. Now, how many children do you have? I have one daughter and one son. How many grandchildren do you have? I don't have any grandchildren. Okay. Now, do you have any new words here in the lesson? Do you have any new words here in the lesson for today? Các em nhỏ không? Có cái nào từ mới này? Có cái nào từ mới không? Okay, right. Now, I will ask you some question here. Where do you live now? Where are you from? Where are you from? When? Where are you from? Where are you from? I'm from Vietnam. Okay. And where do you live now? Where do you live now? I live in Japan. Mm-hmm. I live in Japan. Okay. Are you a student or a worker? I'm a student. Okay, yes, I'm a student. Where do you work now? Now I work in restaurant. Now I'm working in a restaurant. Restaurant. Oh, restaurant, no, a restaurant. 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 Every time you're not, you know. Okay. Are you married now? Huh?
Are you married now? Are you married? Now, I don't marry. Okay. I'm not married. I'm single. Okay. And do you have a boyfriend? No. I don't have a boyfriend. I'm living with my younger sister. Ok, rồi, một vài câu hỏi đơn giản vậy thôi. Em xem lại tất cả những cái tên nước này và tập nói những cái tên nước bản thân cơ bản đi nhé. Ok, vâng. Đã xem lại xong. Goodbye, okay. See you. Bye bye, see you.